Vâng, đây là sản phẩm hàng hot của Đờ Nông nha các bác, 1090 Gold. Các bác thì gọi là 1090G. Nó chạy mạch Class A, công suất rất là khỏe, 250W, chạy 8 xo, chạy nguồn xuyến. Là một model cao cấp của hãng, được trang bị tất cả những tính năng cũng như là công nghệ âm thanh. Và có cổng ba lăng, cổng ba chân cho các bác chơi những âm dòng kết nối lớn. Em có đánh hai cầu loa A, B, A cộng B. Có lò nét nha các bác, có lò nét mạch màu vàng gold, chạy mạch Class A. Em này đánh nghe tiếng rất là ngọt. Các bác chơi vào những dòng loa ri B, loa Mỹ, loa Nhật, đánh loa Diatom, Onkyo, vân vân, những dòng loa khó tính thì các bác chơi này. Thì tại cái những dòng Đờ Nông này đánh ra tiếng bass rất là chắc, khỏe. Các bác có thể chơi vào những dòng hai dòng loa boss như là 701, 601 vân vân. Nó khai thác rất là tốt những dòng loa boss nha các bác. Boss thì các không thể thiếu những con Đờ Nông này rồi. Nói về chất âm của 1090G thì nó hay hơn con 890D và 890DG. Đó là cái 100%. Tuy nó không có cổng làm DAC nhưng mà cái đó nó không quan trọng nha các bác. Không quan trọng nữa đâu. Chỉ có một con amply hay là các bác lựa chọn. Có mạch âm sắc tuyệt vời. Chứ còn amply mà nó có cổng giải mã mà cái mạch âm sắc nó dở thì cuối cùng nó cũng dở thôi. Chúng ta cần một amply có mạch âm sắc hay, khỏe. Đấy. Khỏe hơn là 890D và 890DG nha các bác. Con này 250W, còn 890D nó chỉ có 110W thôi, 16W thôi. Và con này được trang bị rất là đẹp nha, và nhiều hầu như tính năng cao hơn, tại vì dòng này nó cao cấp hơn. Hai hồi gỗ ốp xương. Phía trên là rất là mới nha các bác, phía trên là một cái nắp tản nhiệt, nó tăng phủ xuyến. Tất cả là máy bãi về nguyên zin, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Con này thì em đang bán với giá là 16.500.000 nha các bác. Là một đối tác tuyệt vời khi các bác cần với những âm loa, con loa khó tính. Loa khó tính là những cái loa gì? Cái loa mà các bác kíp tiếng bass nó ra khó đấy, là loa khó tính. Thì các bác cần một âm ly để nảy để tiếng bass ra, tiếng bass nặng, thì những con Đờ Nông nó đảm nhiệm rất là tuyệt vời. Và nó rất là hợp với những dòng loa bass. Đối với em này thì các bác chơi loa bass thì khá là dư dủ rồi. Như có thể chơi được hai cặp bass 301 thì dư, quá là dư luôn. Nên nó đánh thoải mái, rất là lực. Anh này có cổng ba lăng nha các bác. Em này 250W, hàng Nhật nha, nội địa Nhật nha. 100V. Các bác thấy người ta thiết kế cái trạm loa rất là chất lượng. Máy rất là mới nha các bác. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Đêm đã khuya rồi. Em sẵn qua thì em quay cho các bác luôn. Bác nào lấy thì alo cho em. Em ship hàng tận nơi. Đối với em này thì các bác ở xa lần đầu mua hàng thì có thể cọc cho em ít là 2 triệu. Em ship hàng tận nơi cho các bác. Hàng đến các bác kiểm tra hàng và test ok, các bác thanh toán. Thì cách đây một tuần thì cũng một em về cũng đã lên đường rồi. Bác cũng đã nhận hàng và đã thông báo cho em là đã nhận hàng ok. Và sau đây em dừng hẹn các bác video tiếp theo. Ngày mai nếu có hàng về thì các bác theo dõi kênh và lựa chọn. Các bác nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Và các bác chốt hàng thì alo cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi kênh của em.